Hello mọi người, chào mừng đến với nhà cú, mình là 7 Bình Bông. Trong video này thì chúng ta sẽ chia là hai phần. Phần 1 đó là những cái thông tin có liên quan đến Mihoyo và Genshin Impact, về doanh thu, về những cái phần thưởng mà họ đã đạt được tại cái quê nhà của Trung Quốc cũng như là toàn cầu. Phần số 2 là Bảy tôi sẽ để cái video những nhân vật của Genshin Impact đi quảng bá văn hóa toàn cầu, và cái video đấy thì đã được phát trong cái lễ kỷ niệm sinh nhật 2 năm của Genshin Impact. Các bạn có thể bỏ qua phần 1 và tua đến phần 2 để xem video đấy nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả cái thông tin đầu tiên. Mihoyo thì đã vinh dự được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch của Trung Quốc vinh danh trong cái lễ trao giải vừa qua. Đây là một trong những tin tức khá là vui mừng với cả Mihoyo. Họ chính là cái nhà làm game, gọi là công ty game duy nhất ở trong danh sách này. Trong tổng số là 138 cái trường hợp được đề cử được vinh danh. Đây là một tin tức khá là ok. Cái thông tin số 2 thì hiện tại Genshin Impact vẫn là cái trò chơi di động có doanh thu cao thứ 3 toàn cầu kể từ khi ra mắt, với doanh thu tổng hiện tại là 3,7 tỷ đô. 3,7 tỷ đô này nó chỉ tính trên cái thiết bị di động đó là Android và iOS mà thôi. Nó không có bao gồm thẻ Visa, Mastercard các bạn quẹt nhá. Nó chỉ là iOS và Android mà thôi. Top 1 của chúng ta thì vẫn là hai tựa game của nhà Tencent, đó là PUBG Mobile này với 4,9 tỷ đô, Honor of King 5,5 tỷ đô. Đây là top 1 và top 2. Đây là hai tựa game nhà Tencent rồi, và Tencent thì là công ty lớn rồi. Họ đầu tư mạnh về PR thì đương nhiên là Mihoyo nó sẽ có cái gì đấy nó thấp hơn. Nhưng tính riêng về cái thể loại dòng game gacha thì Mihoyo đứng top 1 nhá. Xếp sau đó của chúng ta là Rise Kingdom với 1,7 tỷ đô và Three Kingdom Saturic. Cái này là đây là cái tựa game về Tam Quốc của Trung Quốc thôi, cũng là 1,7 tỷ đô. Thì Mihoyo vẫn đứng chễm chệ ngồi 1. Đấy là riêng tựa game gacha thôi nhá. Và cái tổng doanh thu của chúng ta chia đều cho ba cái thị trường chính của Mihoyo. Thứ nhất đó là Trung Quốc, chắc chắn rồi, quê nhà. Tiếp theo là Nhật và Mỹ, còn lại là những thị trường khác. Đây là chính là ba cái thị trường chính mà Mihoyo họ tập trung hướng tới và doanh thu mang lại cũng khá là hiệu quả. Còn Việt Nam mình thì đang hiện tại đứng top doanh thu khá là thấp, đâu đấy là khoảng thứ 10 điểm. Thấp lắm. Cũng theo GameWord nhá, thì ngay trong năm 2020 này, theo báo cáo tài chính, doanh thu quý 1 và quý 2 của Mihoyo ấy, lần lượt là 556 triệu đô và 413,5 triệu đô. Có nghĩa là trong khoảng tầm 6 tháng, nửa năm đầu của 2022 ấy, thì Mihoyo đã kiếm xấp xỉ được gần 1 tỷ đô rồi. Đấy là chỉ riêng trên cái thị trường đó là iOS và Android thôi nhá. Đó, chỉ riêng trên iOS và Android mà thôi. Tiếp theo nữa là Genshin Impact đã được tải xuống là 110 triệu lượt tải trên toàn cầu. Đó, không chỉ riêng mỗi thị trường nào cả. Nhưng mà con số người chơi thực tế hiện tại của chúng ta theo tháng nhá, thì nó chỉ có khoảng đâu đấy là 62 cho đến xấp xỉ 63 triệu người mà thôi. Nó sẽ gấp đôi so với năm ngoái, bởi vì là có một số cái phiên bản ấy, cái lượng người chơi mới gia tăng rõ rệt. Và có những lúc ấy, cái thời điểm những người chơi cùng lúc, cùng một thời điểm cao nhất lên đến 8,3 triệu người chơi cùng lúc. Tức là cái lượng server nó phải gánh rất là lớn. Còn đây là cái bảng thống kê chi tiết của chúng ta đây. Có những cái phiên bản của chúng ta ấy, nó sẽ có lượng người chơi mới lên đến 2 triệu người chơi. Đấy, các bạn nhìn này. Có những 2,4 triệu người chơi, 3,4 triệu người chơi. Thì những cái phiên bản đấy ví dụ nó hay quá hoặc là được quảng cáo rầm rộ quá, thì những cái con số này các bạn có thể hình dung được là lúc đấy Mihoyo chi mạnh tay cho việc quảng bá đến như thế nào. Và cái con số người chơi cùng lúc nhiều nhất ở trong tháng ấy, thì nó khoảng đâu đấy là cứ 8 triệu người trở lên. Đấy, đa số là khoảng 8 triệu người trở lên. Thường cái lúc mà chúng ta mở phiên bản ấy, thì cái lượng chơi cùng lúc nhiều lắm, vô số luôn. Vậy thì các bạn có thể hình dung ra, trong khoảng 110 triệu lượt tải và chỉ có khoảng 63 triệu người chơi, thì cũng dễ hiểu thôi. Chúng ta sẽ có những người đến và những người đi. Có những người người ta đồng hành với game từ rất lâu như tôi chẳng hạn, nhưng mà có những người người ta chỉ chơi một vài phiên bản người ta out thôi, người ta không chơi tiếp. Đấy là cái lý do tại sao mà chúng ta sẽ có người chơi thực tế theo tháng chỉ có 63 triệu người. Thế còn lượt tải xuống của chúng ta là 110 triệu lượt tải xuống. Dễ hiểu mà, thậm chí có những người ta chỉ chơi một vài account, thậm chí một người chơi 3-4 account cũng có. Nên cái số lượng tải xuống ấy chắc chắn nó sẽ nhiều hơn số lượng người chơi thực tế. Ok, vậy là cái buổi đọc báo của chúng ta đã kết thúc rồi đấy. Phần cuối video này thì Bảy tôi sẽ để cho các bạn một cái video về các nhân vật của Genshin đi quảng bá văn hóa toàn cầu. Chúc tất cả các bạn tối tốt lành, và đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh. Giờ thì enjoy nhá. Good morning. Can I come play with you today? Please? I want to go on an adventure. A journey from world to million. Look into the sky, there's stars plenty. Through your eyes we fly from Paris to the Great Wall. We all said we have eye contact. From your words to my words. Outsider Amber, reporting for duty. Just say the word if you ever need my help. Wink into me with the gift. Neon kind of faked around me. Your image from fantasy into reality. You can find me where I might be. A study from the mirror and see. A blur by the studio, there's still me. Face fully hidden, face shrouded in the grace. Wiggle behind me like powerful force. Our feud is for the long term. I will carry on no matter what. To find you. The wind permeates all, cleansing both mind and body. Excellent. Even if you can return from the other side, but our souls are together tight. Let's walk through the One forest, client, hand two in clients, three hand. clients. The look at her running, walking through a sign. We're all unique by design. Melon shades and Official, colors, Princess paint Endure for always hide. Herthalon, hastened Carry upon was this land by the pride call of always Satan. mine. We become stronger than ever. We feel nothing, who's ever. My head above water, this legacy we honor. Paris to pink, Conflicts are for now, but friends are forever. To make a choice from which I cannot part. To the place only will follow. A blade is like a But teeth. trust me, Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. Standing in the corner with the wind, a memory shaped brightly, nothing. Flowers and plants here, rivers and jewels there, made me never Justice. want to leave. But you're so big with me all the time. I can live with pride, rule with mine. Melon shades the colors, pretty always island. Where is you? Nothing can be accomplished without rules or standards.